Giới thiệu robot hút bụi và lau nhà thế hệ mới Rapido. Xây dựng bản đồ phòng theo thời gian thực. Nhờ tích hợp bộ chip thông minh cùng khả năng hút siêu sạch, cảm biến va chạm, 3 chế độ lau nhà tự động cùng tia UV khử khuẩn, hoạt động linh hoạt ở nhiều môi trường. Đặc biệt, khả năng điều khiển bằng giọng nói bằng khẩu lệnh tiếng Việt. Rapido dọn sạch. Robot hút bụi và lau nhà Rapido, siêu sạch, siêu thông minh, siêu đáng tiền. Bảo hành chính hãng tại Feroli.